Nam Tết kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhân tiện thì em xét một cái dàn karaoke cho một vị khách ở trong khu vực phía Nam. Dàn này là tổng cộng là hơn 20 triệu các bác. Dùng cấu hình là như trên hình. Thứ nhất là một con đẩy Somu. Đẩy Somu này 4 triệu 2, một con vang Chipass 980. Chipass đời cuối cùng á. Có cả điều khiển luôn các bác nhá. Chipass này có cả điều khiển luôn. 2 triệu 3 và đôi loa này là 14 triệu. Giá tại cửa hàng, còn nếu như bao ship là 14 triệu 500, bao ship luôn mọi miền Tổ quốc. Thì con B3 này là B3 gân vàng, hàng xịn, đập hộp nguyên thùng các bác nhé. Đập hộp nguyên thùng, bảo hành zin cho các bác trọn đời luôn. Đấy, cái riêng cái loa này nhá. Cái loa này tí này em sẽ nói chi tiết hơn về cái loa này cho các bác xem. Thì cái dàn tổng cộng này là hơn 20 triệu. Các bác đang dùng cái mic dây, vẫn là cái mic dây thần thánh mà em vẫn đang lâu nay vẫn chỉ bán cho khách quen, không bán ra ngoài. Là cái mic này. Mic này là 350 ngàn một cái, nếu như các bác mua. Bên này là chỉ để ghép dàn thôi nhá. Mic này em nhập về mấy chục cả con. Đấy, em mic này là giá rẻ nhưng tiếng cực hay. Về độ trong hú thì không phải nói. Đấy, mic này tiếng hay. Cái trong hú thì em không cần bàn. Thì hôm nay là em cái vấn đề là em làm cái clip này. Thứ nhất là giới thiệu cho các bác cái dàn karaoke nó tầm giá như thế. Các bác cộng tiền lại cho em cái nhá. Cái vấn đề thứ hai mà muốn nói là em nói là cái loa B3 này. Hiện nay nhá, các em nói thẳng các bác này, rất nhiều các bác chưa tin tưởng nghi ngờ, hoặc là những cái bác mà nói tóm lại là thánh bàn phím gì thì em không nói, nhưng mà đang còn nghĩ là cái loa này là loa hàng nhái. Đấy, em nói thẳng định lại, bên em là xưa nay là không bao giờ bán hàng nhái. Em nói cam kết lại một lần nữa và trọn đời là không bao giờ bên em làm hàng nhái. B3 em nói là xịn và bảo hành cho các bác xịn trọn đời luôn các bác nhá. Bảo hành xịn trọn đời luôn cái loa này. Giá là hiện nay cái loa này hàng bãi đấy, em khẳng định các bác là tầm 11 triệu và trở lên chứ không có trở xuống, em nói thẳng thế. Cái video nội thất của nó thì em nói rất kỹ rồi, đập hộp em cả đã nói rồi, nó xịn như thế nào, tức là tóm lại là em không phải chứng minh hàng xịn, em cam kết là xịn cho các bác trọn đời và bảo hành cho các bác gấp 5 lần tiền nếu như các bác chứng minh đây là hàng nhái. Còn về cái chất âm của dòng B3 thì tại sao B3 nó đắt, tại sao B3 bị thổi giá và tại sao B3 bị làm giá, thì nó có muôn vàn những cái lý do để chúng ta nói ở đây. Nó cái vấn đề chung quy lại của nó là do là nhu cầu nó lớn, nhu cầu nó lớn và cái thị trường nó cung cấp ra này nó không có, tức là cái hàng bãi nó hiếm, mà hàng mới thì nó hầu như nó không được phân phối ở Việt Nam, nó chỉ về đường Việt Nam được một con đường hàng lậu thì mới có. Để khẳng định đây là hàng lậu, em nói luôn đấy các bác. Cái lô đàn này thì hiện nay là B3 này là ở miền Bắc là miền Nam này đều có phân phối độc quyền, nhưng mà tóm lại là chỉ có lấy lại đối với của những cái công ty đó thì giá nó rất cao. Các bác cứ tham khảo đi, lên trên mạng các bác tham khảo thoải mái. Bác mua đôi này bây giờ hàng mà chính hãng tại Việt Nam khá là cao, mà hàng mới thì không nhập được. Nếu mà nhập dễ thì có lẽ là bây giờ hàng bãi nó không đắt đến như thế. Năm ngoái năm kia em bán hàng này nó chỉ tầm có 9 triệu 8 triệu mấy 9 triệu, bây giờ nó lên mười mấy triệu rồi các bác. Thì bác nào mà trước đây mua được rẻ thì các bác lời đấy, bác dài chán bác bán em vẫn thu lại cho các bác bằng cái giá ngày xưa em bán đấy. Thì cái hàng B3 này thì hiện nay là nhiều bác là cứ bỏ ra 11 triệu, tầm 11 triệu các bác mua một đôi B3, đôi B3 hàng bãi. Hàng bãi thì cái phần chất lượng thì nó 1 9 1 10 đối với hàng hàng mới, tức là có những cái loa nó đang còn tốt thì nó sẽ gần bằng, nhưng mà tất nhiên là không thể bằng hàng mới, không thể chất lượng bằng hàng mới được rồi. Cái vấn đề là em nói là cái độ không phải là chất lượng là về hàng xịn, hàng nhái, mà cái chất lượng ở đây là hàng đã dùng rồi thì chất lượng nó sẽ không bằng hàng đập hộp. Về hình thức nó cũng không bằng. Cái vấn đề thứ hai là các bác còn lo khả năng lo là về hàng có zin hay không, có làm lại không, thùng có đẹp hay không, có móp méo hay không. Thì mà 11 triệu thôi, các bác thêm cho em 3 triệu đó đi, lấy nguyên thùng luôn, không phải lo suy nghĩ được, bảo hành trọn đời mới nguyên thùng. Không bao giờ phải lo cái chuyện soi mói gì nữa, nguyên size nguyên đai nguyên kiện cho các bác luôn, tức là nguyên cả keo băng keo nhà sản xuất luôn cho các bác. Đấy, cả giấy bảo hành tất tần tật luôn. Thêm có 3 triệu. Có lẽ là bên em đang hiện nay làm bán cái giá nó hơi thấp so với giá thị trường, mà khẳng định là các bác này, em rất nhiều các bác khẳng em nói lại cho các bác này, em lần trước em nói là cái loa B3 này chỉ mình em có, mà thực ra là em nói khẳng định và nhắc lại các bác là chỉ mình em đó, các đơn vị khác mà có cái dòng G232 này hàng mới đập hộp là hàng em bỏ lại các bác nhá, em khẳng định đấy. Đấy, còn các bác tin hay không thì các bác tùy, em khẳng định là hàng bên em bỏ lại cho một số cửa hàng anh em, vì là bên em thứ nhất là
cái số lượng bên em vừa rồi nhập được là nó có 100 đôi các bác. Em chia ra cứ mỗi anh em một ít trên chợ, thì có một số khách người ta lấy hàng lắp phòng quen thì người ta cũng lấy, một số cửa hàng đối tác người ta làm ăn hoặc là mối của bên em thì em vẫn bỏ lại bình thường thôi. Tức là bên em sẽ chia sẻ, nhưng mà tức là khẳng định với các bác là cái hàng này rất hiếm là khi nhập được. Đấy, rất hiếm nhập được là vì là nó rất khó để mà nhập, vì là nó không bán dành cho thị trường Việt Nam. Các anh phải sang bên đó nhờ một người Trung Quốc họ đứng nhá, họ mua, họ làm đại lý gì đấy rồi mua cho mình, rồi mình mới nó nhờ nó bán đứng nhà mua cho mình rồi mình tuồn về Việt Nam. Chứ còn bây giờ bảo là nó bây giờ mua về Việt Nam nó không bán, thứ nhất là các anh có mua được thì nó cũng không cấp hóa đơn chứng từ cho anh để anh làm cái phiếu nhập cảnh về Việt Nam. Đó là cái việc của nó. Còn bây giờ chất âm của nó thì cái dòng B3 cân vàng này xưa nay B3 em khẳng định không thiên về tiếng bass, không phải là nó hay về tiếng bass. Em khẳng định B3 nó nổi tiếng và nó làm nên tên tuổi của nó là nhờ cái tiếng tép của nó không thể lẫn vào đâu được. Hàng nhái em khẳng định có những cái đôi B3 hàng nhái, em khẳng định rằng là các bác có lấy kinh lúc các bác soi cũng không thể biết được, nó giống đến gần đến 99,9%. Tuy nhiên nó khác nhau khác gì, khác cái chất âm. Chỉ cần cầm cái micro các bác alo một cái tiếng là cái tiếng B3 nó đã hiện lên ngay. Cái B3 các bác muốn đập bát mạnh rung ngực rung tim thì có lẽ nó không phải là cái sở trường của nó. Nó là dòng loa trong karaoke, nó thiên về lời và tiếng nó cực kỳ là hay. Em đây này, em thử cái bát này. Lên 1 2 lên 1 2. Cái tiếng tép của nó các bác nghe sướng không? Thứ nhất là cái tiếng tép nó cực kỳ là nhuyễn, không bị chói. Các bác mà nào mà đã là dân âm thanh, các bác đi xét phòng, các bác sẽ thấy những cái tiếng tép này thế này nó sướng thế nào. Thực sự là có những cái tép cực kỳ là khó, cái tiếng trùng nó phô, tiếng tép nó phô, xét hú mà tiếng không bao giờ nói được như thế này. Cái này gọi là em dùng cái từ gọi là tiếng nó nhuyễn, nó dẻo tiếng, nó nhuyễn, nó mềm tiếng. Mình hát nó cảm giác nó lên, nó không bị vỡ tiếng, nó không bị phô tiếng, mà xuống thấp nó cũng tiếng nó vẫn rõ. Có những cái loa mà khi chúng ta lo to tiếng nó rất rõ, nhưng mà khi mà chúng ta lên nó nhỏ, tức là khi có những cái đoạn ta xuống thấp chúng ta ngân đấy nhưng mà cái tiếng hầu như chúng ta không nghe được cái tiếng của chúng ta này, tức là nó xuống thấp chúng ta không nghe được. Nhưng mà cái loa này nó bảo lên em nói rất nhẹ nhưng vẫn tiếng vẫn rõ, mà nói to lên 1 2 lên cái tiếng to, nó không vỡ tiếng, không bị dè tiếng, không bị méo tiếng. Đó là cái đặc trưng của B3, và đặc biệt cái tiếng tép của thằng B3 thì xét dàn rẻ lắm ạ. Xét cả gì nó cũng hay cả, nó hay một cách lạ lùng. Em không bảo hành cho các bác là bảo là về các bác được bát nó phải sướng, nó nảy người lên nghe nhạc sàn. Em không nói như thế nhé, em nói là cái phần tiếng của nó. Bây giờ em hát thử cho các bác nghe một bài quảng cáo luôn. Để em cái bài này là bị đánh bản quyền này nhưng mà vẫn máu. Lên 1 2 lên. Cần alo đây là biết cái tiếng của B3 hay chưa? Đó là cái người dân mà ai đã làm B3 quen người ta sẽ biết. Em có khẳng định luôn đấy. Không giữ được nhiều hạnh phúc cho em, nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, anh tha thứ cho anh lần này, đừng rời xa anh. Em nói đi, em giận nhiều mày. Những ngày cuộc sống không như anh đang ước mong, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say, một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, người này nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé quân mà nấy sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều.
lại xa người ấy đang hạnh phúc vui bên một ngày. Tình yêu đã chết ngay cười dưng, mai này chúng ta có duyên gặp lại thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Ta lên 1, 2. Cái này, cái ba này em sẽ cài cho các bác là ba cái cấu hình của anh nhé. Ba cấu hình, cái cấu hình thứ tư sẽ là cái cấu hình để các bác nghe nhạc nhé. Bác nhé, tôi đánh tương bừng luôn. Nhiều hạnh phúc cho em, nhiều khi giận nhau nước mắt em cứ rơi thật nhiều. Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh lần này. Đừng rời xa anh, em nói đi, em rất yêu mày. Nhưng nay cuộc sống không như anh đang ước mong, của một tình yêu sẽ hạnh phúc giống như bao người. Một người yêu em đắm say, một người bên em mỗi khi. Mà giờ đây nước mắt anh đã rơi rồi. Thật xa anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé quấn màn ấy sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều, lại sợ người ấy đang hạnh phúc vui bên một ai. Tình yêu đã chết, có duyên gặp lại thì anh vẫn luôn luôn yêu em như lúc mới yêu. Thật ra anh đâu có muốn chia tay như vậy. Người yêu em ơi, anh lại nhớ em đang ở đâu. Bàn tay nhỏ bé quấn mà nói sao lại đổi thay để anh nơi này. Ngoài trời mưa cứ rơi lặng thầm, chỉ còn riêng anh. Bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với cửa hàng của em nhé, để sử dụng những cái dàn như thế này hát cực kỳ là sướng. Em này giọng nghe không tốt nhưng mà kéo cái bài cao đây này vẫn kéo được, chứng tỏ là mình cài ok đấy. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nhé, xin chào và hẹn gặp lại nhé.